hai hộ nông dân ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khóc hết nước mắt khi hơn 400 chậu quất trồng để bán Tết bỗng dưng bị chết héo, trái rụng đầy gốc. Công an huyện đã vào cuộc điều tra vì tình nghi có kẻ xấu phá hoại. Ông Lê Huy Việt cho biết, 300 cây quất này ông đã trồng hơn 2 năm, thương lái đã đặt mua toàn bộ với giá 280.000 đồng một cây, nay bị chết rụi, thiệt hại 84 triệu đồng. Còn vườn quất của gia đình anh Vũ Đức Huế với 110 cây xum xuê hơn và được thương lái đặt mua lên đến 350.000 đồng một cây, thiệt hại khoảng 39 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định quất chết do bị phun xịt thuốc diệt cỏ. Bà con nông dân xã này rất bức xúc trước vụ việc trên và mong ngành chức năng sớm tìm ra kẻ xấu ném đá giấu tay.